Thưa quý vị, hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka nên là mục tiêu của một cuộc điều tra cấp toàn cầu. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố đưa vụ việc lên tòa án hình sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự cố vỡ đập thủy điện ca ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine nên là mục tiêu của một cuộc điều tra và nghiên cứu cấp toàn cầu. Trong khi đó, trên kênh Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sự cố vỡ đập đã khiến hàng trăm nghìn người không được tiếp cận nước sạch và tuyên bố đưa vụ việc lên tòa án hình sự quốc tế. Đập thủy điện Kakoka trên sông Nipro ở Khê bị vỡ vào ngày 6 tháng 6. Theo dữ liệu mới nhất, đến nay khoảng 2.700 ngôi nhà tại 15 khu định cư ở tỉnh Khê đã bị ngập trong nước. Tổng cộng có khoảng 22.000 người sinh sống tại đây, gần 1.300 người đã được sơ tán. Phần Lan vừa đưa ra thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Helsinki, quyết định được đưa ra dựa trên những đánh giá của Cơ quan Tình báo An ninh Phần Lan. Mối quan hệ giữa Phần Lan và Nga đã xấu đi sau khi nổ ra xung đột ở Ukraine. Phần Lan đã xin gia nhập NATO và chính thức trở thành thành viên của khối này vào tháng 4 vừa qua. Tháng trước, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Havisto cho biết Nga đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán nước này ở Moscow và lãnh sự quán Phần Lan ở Saint Petersburg. Hồi tháng 5 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao Phần Lan ở Moscow nhằm đáp trả một số nhân viên Đại sứ quán Nga tại Helsinki bị trục xuất. Ngày 7 tháng 6, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã công bố chiến lược an ninh quốc gia. Chiến lược vạch ra các mục tiêu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia quan trọng toàn cầu. Chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc do cơ quan an ninh quốc gia trực thuộc văn phòng tổng thống ban hành, gồm hai bản bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Đây là văn kiện trình bày các chính sách của chính quyền đương nhiệm về các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và thống nhất bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực biến đổi nhanh chóng. Chiến lược đã chỉ ra nhu cầu cấp bách trong việc biến đổi quan hệ dạn nứt Hàn-Nhật Bản trở thành mối quan hệ đối tác hợp tác hướng tới tương lai. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cho rằng, chìa khóa đảm bảo tương lai của đất nước nằm ở việc phát triển một chiến lược an ninh quốc gia có khả năng đưa ra những dự báo về xu hướng thay đổi của tình hình, đồng thời tối ưu hóa lợi ích của quốc gia và người dân. Sau hơn một tháng tạm ngừng các hoạt động ngoài trời của học sinh tại các trường học do thời tiết nắng nóng, ngày 7 tháng 6, Bộ Giáo dục Malaysia đã cho phép thực hiện trở lại các hoạt động này, xong ban hành kèm theo hướng dẫn cụ thể Tuy nhiên, bộ này cũng khuyến cáo tất cả các tổ chức giáo dục khi thực hiện các hoạt động này phải đảm bảo rằng học sinh tham gia tự nguyện và có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Bộ Giáo dục Malaysia đồng thời đưa ra một số hướng dẫn cần tuân thủ bao gồm giải thích cho học sinh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện triệu chứng và điều trị khi bị sốc nhiệt hoặc cảm nắng, cung cấp các thiết bị hỗ trợ làm mát như dựng ô che và khăn ướt, đảm bảo học sinh uống đủ nước trước, trong và sau khi hoạt động. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 là những tháng nóng nhất trong năm ở Malaysia nhưng cao nhất cũng chỉ 32 độ C. Tuy nhiên năm nay nhiệt độ đã tăng mạnh và trong tháng 5 đã ghi nhận có 3 đến 5 ngày liên tiếp nhiệt độ lên đến 37 độ C. Thưa quý vị, các cuộc khủng hoảng địa chính trị và kinh tế xã hội đang ảnh hưởng không đồng đều đến các nước có trình độ phát triển khác nhau. Tình trạng chênh lệch trong phân chia việc làm toàn cầu giữa các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập thấp đang gia tăng. Điều này làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng hiện có do đại dịch COVID-19. Anh Sujit Kumar, 21 tuổi, quyết định rời làng quê ở bang Uttar Pradesh để đến thành phố Mumbai tìm việc làm. Chàng trai trẻ này đã đặt nhiều hy vọng để đổi đời tại thủ đô tài chính của Ấn Độ, nơi thường được gọi là thành phố của những giấc mơ rất nhiều người ở làng tôi đang thất nghiệp, chẳng có cách nào để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi sẽ lên thành phố kiếm việc làm trong nhà máy và gây dựng sự nghiệp. Tình hình ở làng quê không mấy tốt đẹp. Anh Kumar chỉ là một trong số hàng trăm ngàn người trong độ tuổi lao động tại Ấn Độ đang chật vật tìm kế sinh nhai. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu vào năm 2023 dự kiến sẽ giảm dưới mức trước đại dịch, xuống còn 191 triệu người, các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp vẫn còn rất xa trong quá trình phục hồi. Ngoài tỷ lệ thất nghiệp, một chỉ số mới do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO xây dựng là tỷ lệ tranh lệch việc làm, cung cấp thước đo toàn diện hơn về nhu cầu việc làm chưa được đáp ứng. Tỷ lệ tranh lệch việc làm bao gồm tất cả những người muốn làm việc nhưng không có việc làm. Các quốc gia thu nhập thấp phải đối mặt với tỷ lệ tranh lệch việc làm lớn nhất ở mức đáng báo động 21,5%, trong khi tỷ lệ này ở các quốc gia thu nhập trung bình là hơn 11%. Sự phân chia việc làm toàn cầu đang ngày càng tăng, vì vậy, sự phục hồi không đồng đều của thị trường lao động cũng như của nền kinh tế vẫn tiếp diễn, trong đó, các quốc gia kém phát triển nhất chịu tác động đồng thời bởi khủng hoảng đa chiều, từ nợ nần chồng chất đến lãi suất cao và lạm phát. Điều này đòi hỏi các nước phải khẩn trương xem xét cải cách hệ thống tài chính. Theo ILO, hợp tác quốc tế nhằm tăng cường việc làm và bảo trợ xã hội có thể giúp giải quyết sự chênh lệch ngày càng tăng giữa các quốc gia có thu nhập cao và thấp. Những phát hiện của báo cáo này là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự bất bình đẳng toàn cầu đang gia tăng. Đầu tư vào con người thông qua việc làm và bảo trợ xã hội sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia và người dân. Đây là lý do tại sao ILO thành lập Liên minh Toàn cầu vì công bằng xã hội. Liên minh sẽ tập hợp nhiều cơ quan đa phương và các bên liên quan. Liên minh này sẽ giúp định vị công bằng xã hội là yếu tố then chốt của quá trình phục hồi toàn cầu. Đồng thời, đặt vấn đề này trở thành ưu tiên trong các chính sách và hành động của quốc gia, khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, vào thời điểm này, khoảng 4 tỷ người dân vẫn không có bảo trợ xã hội và 214 triệu lao động có thu nhập thấp hơn mức nghèo khổ. Bên cạnh đó, một lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ mới phá sản. Và làm thế nào chúng ta có thể giải thích thực tế việc nữ giới có mức thu nhập trung bình thấp hơn khoảng 20% so với các đồng nghiệp nam? Đó vẫn là bài toán khó chưa có lời giải. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.